Phải công nhận là Fusion Sales là một cái tên cực kỳ hot và có rất là nhiều lời khen ngợi cũng như là số lượng bán hàng quá trời quá đất luôn. Và hôm nay Ngọc sẽ đi về loại này nha. Nice. Ví dụ mua cái sản phẩm này thì nó đang là sale với giá là 440.000 cho một tiếp 35ml, được tặng kèm với lại một vài mẫu sample và một chai nhỏ. Chai nhỏ này thì nó là 10ml và tổng lại thì nó là 45ml. Nếu như vậy thì tính ra là cũng không phải gọi là mắc. Về bản thành phần thì Ngọc chỉ có dùng một từ thôi, đó là đẹp. Nào là có kẽm oxit để mà chống tia cực tím nè, rồi còn có titan dioxide để chống tia tử ngoại nữa. Thì cái combo đó là combo làm cho sản phẩm này có hiệu quả chống nắng cực kỳ tốt và không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Ngoài ra thì nó còn có collagen nè, rồi có Q10 nè, còn thấy còn có những cái chất dưỡng ẩm cũng như là nó hỗ trợ rất nhiều cho những làn da nhạy cảm. Texture của nó khá là mỏng nha, bạn sẽ rất là dễ thoa trên da của mình, thoa rất là nhanh đều. Và bớt mỏng mình thì mình chỉ dùng khoảng tầm 3 hạt đậu xanh thôi. Về cái khả năng nâng tông thì mình thấy sản phẩm thì nó cũng làm khá là trọn vẹn, nó làm cho cái lớp nền đều màu, không có bị lỗ lớn. Và đặc biệt là những bạn nào mà bị mụn thâm giống như Ngọc nè, đó thì sức lên thì nó sẽ làm cho cái làn da mình nó cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên Ngọc sẽ không mua dòng này để dùng lại. Bởi vì với bản thân Ngọc á, cái đánh giá của mình là nó không chỉ nằm ở việc là cái hiệu quả chống nắng tốt, mà nó còn nằm ở những cái cảm giác, những cái sự thoải mái khi mà mình trong quá trình sử dụng. Sau khi mà mình thoa sản phẩm lên xong thì cái cảm giác nó hơi ngợp và nó bí, kiểu như nó không có được trao đổi không khí, nó không được thông thoáng vậy đó. Chính vì điều đó nó làm cho mình có một cái lớp giống như là nó hơi nặng mặt. Mình đã cố gắng sử dụng trong vòng tháng nhưng mà giống như là hết chịu nổi rồi. Và hiện tại bây giờ thì Ngọc không sử dụng nữa. Trong cùng phân khúc với dòng Fusion Sales này thì mình thấy là có Anessa và K-Secret có thể là đối thủ cân xứng về cái hiệu quả chống nắng nha. Về cái trải nghiệm trong quá trình sử dụng thì mình vẫn vote cho K-Secret một điểm. Trong cái set mà Ngọc mua lần này thì nó có một cái miếng sample của cái dòng chống nắng dạng gel màu xanh dương á, và mình lại thấy dòng đó là phù hợp với da mình hơn. Sau khi thoa thì nó cảm giác dễ chịu và nó còn mát mát nữa, cho nên là mình sẽ cố gắng mua cái dòng đó và mình review lại cho các bạn nha. Tụ chung lại thì đây là một cái dòng chống nắng mà mình nghĩ không có cái gì để mà phải chê trách nữa, ngoài cái chuyện là cái quá trình sử dụng của mình nó sẽ không có được thoải mái và nó không được thông thoáng. Với những bạn mà là da dầu thì mình nghĩ là các bạn nên cố gắng mua những cái dạng sample để mình dùng thử trước. Nếu mà các bạn mua về mà lại không hài lòng giống như mình á thì cũng khá là phí tiền ha. Tất cả cho video ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên nhấn nút subscribe như là like và share video này tới cho những người cần thông tin nha.